Review cho quý vị một căn nhà chỉ có 30m² thôi mà thiết kế tận 3 phòng ngủ, diện tích nhỏ nhưng thiết kế bù lại, công năng hợp lý, giá rất là rẻ cho một ngôi nhà 4 tầng mà 3 phòng ngủ. Với cái căn nhà này thì thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá bán mọi người ạ. Giá bán chỉ có 2 tỷ đồng thôi. 2 tỷ đồng cho một ngôi nhà cả nhà và đất. Nếu như tình hiện tại, giá thành xây dựng một ngôi nhà như thế này hiện tại đã là gần 800 triệu rồi. Và còn lại tiền đất thì quá là rẻ quý vị ạ. Hơn nữa, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được ngay, pháp lý chuẩn chỉnh. Căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và đặc biệt với cái vị trí ngôi nhà này rất là gần với lại trục đường quốc lộ 6, trục đường đang là chuẩn bị vào thi công mở rộng từ 2 làn đường ra tới 4 làn đường. Thôi, Ngọc Anh sẽ không lan man nữa, sẽ hướng dẫn và review cho quý vị luôn với cái căn nhà này. Ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô đi lại 50m. Căn nhà này công năng sử dụng hết sức hợp lý. Mặt tiền của ngôi nhà 4m rưỡi. Mời quý vị vào tham khảo trực tiếp ngôi nhà này nhá. Với cái phần thiết kế, cửa chính của ngôi nhà là hai lớp cửa. Bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Rất là đẹp, rất là hợp lý quý vị ạ. Và với cái phần mặt tiền rộng, cho nên ngoài phần cửa chính thì chủ nhà ở đây còn thiết kế cho quý vị một cửa sổ phụ nữa, rất là thông thoáng, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Với cái thiết kế này 30m nhỏ, một số khách hàng cứ hỏi rằng em nào có căn 50m, 60m, 70m, 80m không, thì Ngọc Ánh xin thưa với quý vị rằng với cái diện tích như thế ở Hà Nội không quá nhiều, còn nếu như mà có thì giá rất là cao. Còn nhà tốt chuyên review cho quý vị những ngôi nhà giá rẻ hợp lý, phục vụ nhu cầu ở của hộ gia đình, phục vụ cái nhu cầu tài chính thấp, eo hẹp, vừa phải mà cần với hỗ trợ ngân hàng nhé. Đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Đây, hợp lý không ạ? Có cái sân để xe riêng ở đằng trước. Với cái căn nhà này thì hiện tại nó là thuộc căn nhà cuối cùng của ngõ. Với cuối cùng của ngõ thì thường thường ấy, có một số khách hàng cứ bảo rằng về phong thủy thì nó gọi là ngõ cụt. Nhưng mà thực tế luôn quý vị ạ, ở Hà Nội ấy, thì nếu như mà ngõ thông, đường to, ô tô đi thì làm gì có giá rẻ, làm gì có giá 2 tỷ đúng không ạ? Hơn nữa lại còn 2 tỷ cả nhà và đất cơ. Đến bây giờ mua một cái chung cư cũ nó còn 1 tỷ 6, 1 tỷ 7. Huống chi là một cái ngôi nhà xây mới tinh như thế này, 4 tầng. Với cái ngõ trong cùng cũng như là căn trong cùng thì bù lại gia chủ sẽ được gì ạ? Được cái phần sân để xe trước nhà như thế này rất là hợp lý. Để xe để cộ ở đây mà không bị ai ảnh hưởng đến cả. Bởi vì thực ra nếu như ở nhà ngoài đầu kia thì không tự dưng mà người ta dắt xe vào trong đây, đúng không ạ? Và mời mình theo em vào khám phá ngôi nhà. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Đây là toàn bộ không gian phòng khách. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Anh quay và review cho quý vị như thế. Rất nhiều quý khách hàng hỏi và chia sẻ rằng em có bản thiết kế 30m không? Bên chị cần mua. Có chị nhá. Đấy, có luôn cho quý vị nhanh. Anh chị mà có không có thợ thuyền xây dựng, không có giám sát thi không, không thể xây dựng được từ A đến Z thì bên Ngọc Anh cũng nhận luôn cho quý vị nhá. Đó. Ngoài cái phần phòng khách này thì đây là phần không gian phòng bếp. Với một ngôi nhà 30m thiết kế không quá hoàn hảo, Ngọc Anh xin nhấn mạnh lại với quý vị, nếu như mà để hoàn hảo thì diện tích nó phải to, phải đẹp, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, rồi là mọi thứ nó đều riêng biệt. Còn cái căn nhà này nó là thông sàn ở tầng 1, khách, bếp, phòng vệ sinh. Đấy, nói chung là hợp lý thôi. Còn để mà nói, để mà nó xuất sắc thì không hẳn. Nếu mà xuất sắc thì quý vị cứ mua khoảng tầm 50 đến 100m về tự xây dựng, tự thiết kế thì nó theo ý quý vị. Còn ở đây là những mẫu nhà phổ thông, những mẫu nhà phổ thông dành cho kiểu 30m. Mỗi một chủ đầu tư một cái lô đất khác nhau, một cái thửa đất khác nhau. Tuy nhiên về cái thiết kế thì quý vị có thể tham khảo cách thiết kế 30m ở đây, xem là với cái công năng sử dụng nó có hợp lý hay không. Quý vị nào mà đang có lô đất 30, 31, 32 mét rồi là có những cái khổ đất nó hơi oái oăm một chút thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị nhé. Đây là phần không gian phòng bếp. Đây, với chị em nội trợ thì cái không gian phòng bếp này cũng đã là quá đủ rồi. Đầy đủ cái vị trí đặt bếp này, rồi là chậu rửa, vòi rửa này. Ở đây là cái khu vực úp bát này. Đó, tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ MDF. Nói chung là với cái màu tông màu này thì các chị em mình rất là thích. Màu trắng, màu nâu, rất là sạch sẽ cũng như là trang nhã và nhìn nó cũng không kém gì trẻ trung cả.
xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp. Với cái căn nhà này thì đầy đủ hồ sơ điện, hồ sơ nước. Tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà còn tặng cho mình một chiếc quạt trần, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà, điện sử dụng điện EVN Hà Nội. Đó, quý vị thấy không ạ? Một ngôi nhà rất là đẹp. Và có khách hàng hỏi, em ơi, căn nhà này về mà có cần sửa chữa ấy, thì có sửa chữa được không? Chắc chắn là có luôn ạ. Bởi vì đây là nhà đất thổ cư full 100%. Anh chị, quý vị mà có không thích thì đập đi xây lại cho Ngọc Ánh vẫn là ok nhá. Tầng 1 ngoài ra còn thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì chỉ sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi, không có vòi tắm đâu mọi người ạ, chỉ có vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tầng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Và sau đây mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Có khách hàng không đi xem nhà nhưng có chia sẻ với Ngọc Ánh rằng cái phòng ngủ chắc là bé tiêu tiêu cho cái mắt mũi ánh nhỉ. Nhưng mà không, đây mọi người ơi, 30m thiết kế một tầng một sàn như thế này cơ mà. Nếu như để mà nói 30m mà thiết kế một tầng hai sàn thì phòng ngủ đó hơi nhỏ một chút. Nhưng nếu như thiết kế một sàn vuông vắn như thế này, ánh sáng ngập tràn tự nhiên vào trong không gian phòng như thế này, thì quý vị có cân nhắc lại không ạ? Có đúng không? Mọi người nhiều khi ấy cứ chưa đi xem nhà nhưng mà có nhiều sự nhận định qua màn ảnh, cứ bảo rằng là quay thì đẹp đấy, nhưng mà đến thực tế, nhưng mà mọi người ơi, mọi người hãy đến thực tế đi ạ. Đến để cảm nhận rằng là Ngọc Ánh quay review rất là chân thật cho quý vị. Chân thật từng tí một, có như thế nào thì em chia sẻ với quý vị như thế thôi. Đường ngõ thực tế, đường hướng giá, giá bán thì từ chủ đầu tư cam kết 100%. Báo tới tay khách hàng là giá bán của chủ đầu tư, không báo tranh dù chỉ là 1.000 đồng quý vị nhá. Đây là phần không gian phòng ngủ ở phần tầng 2, tầng 2, 3 của ngôi nhà. Chủ nhà thiết kế đúng như thế này cho quý vị. Phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master ở bên trong. Phần phòng ngủ thì chủ nhà thiết kế cho quý vị. Ở đây lát sàn gỗ công nghiệp quý vị nhá. Đấy, đây màu sàn gỗ đây rất là đẹp và ấm cúng. Cũng như cái phần cửa sổ thiết kế hai lớp. Đấy, rất là thẩm mỹ, đẹp. Bên ngoài thì là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa inox đây, rất là chắc chắn và an toàn. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, chiếu sáng cho quý vị đầy đủ. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa xong xuôi hết. Cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa mọi người ạ. Rất là nhẹ, rất là êm. Đấy, cửa nhựa vân gỗ, rất là đẹp và chắc chắn luôn. 2 tỷ cho một ngôi nhà 4 tầng, 3 phòng ngủ riêng, rất là xứng đáng. Nhà đất thổ cư, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì còn gì mà đắn đo nữa không ạ? Quý vị liên hệ ngay với lại em Ngọc Ánh để có thể sở hữu cho mình ngôi nhà ưng ý nhất nhá. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà nha quý vị. Với tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế đầy đủ cho quý vị một phòng ngủ siêu rộng như thế này. Đây, phòng vệ sinh tầng 3 thì thiết kế ở phía bên ngoài. Với căn nhà này, Ngọc Ánh chỉ chia sẻ mới có gần đường trục đường quốc lộ 6 thôi đúng không ạ? Vị trí của thể hệ của nó là thuộc phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó vẫn là thuộc Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể đi theo trục đường Nguyễn Trãi xuống tới bến xe Yên Nghĩa, và từ bến xe Yên Nghĩa vào căn nhà này nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 2,5 km nha quý vị. Đó. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài ở tầng 3 đây. Nói chung là phòng nào cũng được thiết kế đầy đủ công năng, chất lượng xây dựng rất là ổn áp, cũng như những cái thiết bị vệ sinh lắp đặt cho quý vị chất lượng cũng rất là tốt, chứ nó không phải là hàng kém mọi người nhé. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Ở tầng 4, chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây mới là vấn đề cốt lõi của một cái căn nhà 30m mà Ngọc Ánh chia sẻ rằng 3 phòng ngủ ở đâu có nhá quý vị. Tầng 2 này, tầng 3 này là đã có 2 phòng ngủ rồi. Trên tầng 4 còn thiết kế cho quý vị một phòng ngủ nữa là đây. Đây, thêm một phòng ngủ nữa cho quý vị. Thì chắc chắn quý vị hỏi là thiết kế này sân phơi ở đâu? Đây, sân phơi ở bên cạnh. Đây là phần sân phơi. Wow. Đó, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị quá là hợp lý luôn. Nhà này xây trọn vẹn 4 tầng, đổ trần 4 tầng, không như một số nhà mà Ngọc Ánh chia sẻ 4 tầng thì là có một cái phần sân phơi.
là đổ mái, là không đổ mái mọi người nhá. Đấy. Còn đây là phần phòng thờ. Phần phòng thờ đây quý vị ạ. Nói chung rất là rộng, rất là thoáng. Ngọc Ánh vẫn xin nhấn mạnh và nhắc lại cho quý vị, với những ngôi nhà này thì Ngọc Ánh review thật có sao chia sẻ cho quý vị là như vậy. Với cái thiết kế hài hòa, với cái diện tích nhỏ ở gọi là nhà phố Hà Nội mà được cái diện tích nhỏ thôi. Còn đâu thì nếu như để hoàn hảo thì nó không hẳn là hoàn hảo với một ngôi nhà chỉ có 2 tỷ đồng sổ đỏ chuẩn chỉnh. Với căn nhà này quý vị hiện tại có thể vay được tối đa 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền ngân hàng mọi người nhé. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.